Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời kỳ Tam Quốc, Khổng Minh, Gia Cát Lượng của Thục Hán và Tư Mã Ý của Tào Ngụy thường được nhắc đến là một cặp kỳ phùng địch thủ, ngang tài ngang sức, không ai kém ai. Gia Cát Lượng nổi bật và khả năng cầm quân, đoán biết trước được nước đi của đối phương. Trong khi đó, Tư Mã Ý lại nổi danh bởi sự kiên nhẫn đến tột độ, không hề lung lay ý chí. Tuy được đánh giá là ngang tài ngang sức, nhưng kết cục của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Gia Cát Lượng mất đi khi chưa hoàn thành đại sự, còn Tư Mã Ý thì lại là kẻ có được thiên hạ. Mặc dù Gia Cát Lượng đã qua đời trước Tư Mã Ý cả chục năm, thế nhưng trong dân gian vẫn còn lan truyền giai thoại, Khổng Minh dẫu chết vẫn không tha cho Trọng Đạt. Vậy cái chết của Tư Mã Ý có liên quan gì đến kỳ phùng địch thủ là Gia Cát Lượng hay không? Và nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của ông? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi! Tư Mã Ý đa mưu túc kế, nhiều lần chinh phạt có công, trong đó nổi tiếng nhất là hai lần dẫn đại quân đối phó thành công cuộc bắc phạt của Gia Cát Lượng và đem quân viễn chinh bình định Liêu Đông. Ông cũng được coi là người có cống hiến xuất sắc trong việc lập đồn điền, làm thủy lợi phát triển kinh tế của Tào Ngụy. Về sau, ông phát động cuộc chính biến Cao Bình Lăng, nắm giữ chính quyền Tào Ngụy. Khi con cả Tư Mã Sư xưng công, ông được truy tôn làm Vũ Dương Văn Tuyên Hầu. Sau khi con thứ Tư Mã Chiêu xưng vương, ông được truy tôn Tấn Tuyên Vương. Đến khi cháu nội Tư Mã Viêm xoán ngôi Tào Ngụy xưng đế, lập ra nhà Tấn, ông được truy tôn làm Cao Vũ Tuyên Hoàng đế. Do đó đời sau gọi ông là Tấn Cao Tổ hoặc Tấn Tuyền đế. Giỏi mưu lược, khéo dùng kế. Năm 217, Tào Phi được phong thái tử Ngụy Vương. Năm 219, Tư Mã Ý được thăng làm thái tử Trung Yên Tử, phò tá Tào Phi cùng Trần Quân, Ngô Chất, Chu Thước tạo thành tứ hữu của thái tử, thường xuyên mưu quốc sự, xuất kế sách với phi. Ít lâu sau, Ý làm tư mã của thừa tướng, đề xuất lập đồn điền để giải quyết vấn đề lương thực, được Tào Tháo nghe theo. Tháng 6 cùng năm, Lưu Bị sau khi chiếm Hán Trung, cử Lưu Phong, Mạnh Đạt chiếm phía đông, gây thế lực càng mạnh. Tháng 7, Tôn Quyền muốn chiếm Hợp Phi, quân Ngụy phải điều rộng xuống Hoài Nam để phòng thủ quân Hồ. Quản Vũ trấn thủ Kinh Châu, thừa cơ dẫn quân đánh Kinh Tương, vây hãm Tào Nhân, dùng thủy công dìm chết 7 đạo quân Vu Cấm, chém Bảng Đức. Tào Tháo cảm thấy bị uy hiếp, định rời đô về phía Bắc Hoàng Hà, nhưng Tư Mã Ý kịp can, Vu Cấm bị dìm chết, không phải là sai lầm chiến trận, không gây tổn thất lớn đến đại cục quốc gia. Nếu rời đô là thể diện yếu hèn trước quân địch, là khiến lòng người Hoài Hà, Hán Thủy bất ổn. Lưu Bị và Tôn Quyền ngoài thì thân, nhưng trong rất sơ, nay Quan Vũ hoành hành thế lực, Tôn Quyền nhất định không vui. Hãy thông báo chuyện này cho Quyền biết để kiềm chế Quan Vũ, ắt Phàn Thành sẽ được giải nguy. Tào Tháo nghe theo, quả nhiên Tôn Quyền cử Lã Mông tập kích chiếm Công An, Quan Vũ bị bắt và giết. Trận này Tư Mã Ý khuyên Tào Tháo lợi dụng mâu thuẫn Tôn, Lưu, vận dụng mưu lược ngoại giao, ngồi yên hưởng lợi, không chỉ đánh bại thế lực hùng mạnh của Quan Vũ, giải nguy cho Phàn Thành, mà còn làm thất bại mưu lược của Gia Cát Lượng, định dùng hai gọng kìm kẹp chặt Trung Nguyên, thay đổi hẳn cục diện chiến trường khi đó, khiến Tào Ngụy nắm được quyền chủ động. Phò tá Tào Ngụy chống Thục Hán. Năm 220, Tào Tháo qua đời, Tư Mã Ý quản việc tang, tham gia giúp Tào Phi loại bỏ em trai là Tào Thực để kế vị. Tào Phi lên ngôi Ngụy Vương, phong Tư Mã Ý làm Hà Tân Đình Hầu, chuyển làm thừa tướng Trường Sử. Lúc đó, Tôn Quyền đem quân sang phía Tây, triều thần cho rằng Phàn Thành, Tương Dương thiếu lương không thể chống cự nên đề nghị Tào Nhân rút về Uyển Thành. Tư Mã Ý can, Tôn Quyền vừa đánh bại Quan Vũ, giờ muốn hòa hiếu với Ngụy, nhất định không dám gây chuyện. Tương Dương là yếu địa giao thông thủy bộ, không thể bỏ rơi. Tào Phi không nghe, ra lệnh cho Tào Nhân phóng hỏa đốt hai thành rồi rút. Sau quả nhiên Tôn Quyền không đánh, Tào Phi hối hận thì đã muộn. Năm 226, khi Ngụy Văn Đế Tào Phi gần chết, đã giao phó người kế vị là Tào Duệ cho Tư Mã Ý, Tào Chân và Trần Quần. Tào Duệ lên ngôi, rất tin tưởng Tư Mã Ý, phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, quản lý quân quyền ở Kinh Châu và Dự Châu kẻ cận Đông Ngô để chống Tôn Quyền. Năm 231, Tào Chân, người chỉ huy việc phòng ngự chống Gia Cát Lượng bắc phạt bị chết, Tư Mã Ý được giao thay thế. Ông đã chọn cách tránh giao chiến trong mọi tình huống, khi không thể phòng thủ mãi, ông phải chọn đánh nhưng thua nặng.
Năm 234, Gia Cát Lượng lại bắc phạt, lần này Tư Mã Ý cũng chọn cách giữ thành không nghênh chiến, để khi quân Thục hết lương phải rút. Hai bên cầm cự đến khi Gia Cát Lượng bị bệnh rồi chết ở Ngũ Trượng Nguyên. Tư Mã Ý hay tin quân Thục rút, đem quân đuổi đánh thì bị Khương Duy lập kế giả, Gia Cát Lượng còn sống, phải rút lui, khiến dân gian có câu: Gia Cát Lượng chết, đuổi được Trọng Đạt sống. Năm 239, Tào Dệ trước khi qua đời gửi gắm con nuôi 8 tuổi là Tào Phương, Ngụy Thiếu Đế cho Tư Mã Ý và Tào Sảng. Lúc đầu, Tào Sảng kính trọng Tư Mã Ý như cha, không dám coi thường. Nhưng sau đó, nghe lời thân tín là Đinh Mật, Bài Xích Ý, giao ông chức thái phó hữu danh vô thực để độc chiếm triều chính. Năm 249, Tư Mã Ý nhân lúc Tào Sảng tháp tùng Tào Phương rời Lạc Dương đi tảo mộ Tào Duệ ở Cao Bình Lăng, đã phát động cuộc chính biến, khống chế quân đội ở Kinh Thành, tiêu diệt gia tộc Tào Sảng. Từ đó, mọi quyền chính trị, quân sự của Tào Ngụy đều rơi vào tay Tư Mã Ý năm đó 70 tuổi. Sau đó, Tư Mã Ý được phong làm thừa tướng, tước An Bình Quận Công, hưởng thực ấp Vạn Hộ, khi tấu sự không cần xưng danh, nhưng ông từ chối nên quang tước vẫn chỉ là thái phó Vũ Dương Hầu. Năm 249, thái úy Vương Lăng cấu kết với thích sử Duyện Châu lệnh Hồ Ngu âm mưu phế bỏ Tào Phương, đưa Tào Bưu, một người con của Tào Tháo khi đó 57 tuổi, lên thay. Âm mưu bại lộ, Tư Mã Ý tru di tam tộc Vương Lăng, lệnh Hồ Ngu, bức tử Tào Bưu. Năm 251, Tư Mã Ý chết vì bệnh, hưởng thọ 73 tuổi. Ông di chúc từ chối lễ tang dành cho quận công, chôn ở núi Thủ Dương, không trồng cây, không xây lăng. Năm 265, cháu nội ông là Tư Mã Viêm tiếm ngôi Tào Phương, xưng đế, lập nên triều Tây Tấn, truy tôn ông là Cao Tổ tuyên đế. Về cái chết của Tư Mã Ý, trong dân gian lan truyền giai thoại, Khổng Minh dẫu chết vẫn không tha Trọng Đạt. Chuyện rằng, trước khi chết, Gia Cát Lượng đã bỏ ra mấy đêm liền thức, dùng thuốc độc tẩm vào từng trang binh thư của mình. Ông biết Tư Mã Ý có thói quen khi xem sách, thường đưa ngón tay lên thấm nước bọt để lật trang nên cố ý đầu độc. Quả nhiên, sau Tư Mã Ý tìm mọi cách đoạt lấy cuốn binh thư đó để đọc nên đã trúng độc mà chết. Tuy nhiên, Tư Mã Ý chết sau Gia Cát Lượng hơn chục năm, hiển nhiên cái chết của hai người chả liên quan gì đến nhau. Có lẽ do người đời quá yêu Gia Cát Lượng và ghét Tư Mã Ý đã gián tiếp gây nên cái chết của ông ở Ngũ Triệu Nguyên nên mới bịa ra câu chuyện này. Quý vị thân mến, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, ba vị quân chủ đứng đầu ba thế lực lớn, cả đời tranh đấu ngược xuôi, tranh giành thiên hạ. Nhưng cuối cùng, tất cả thiên hạ lại phải rơi vào tay nhà Tư Mã, mà người thủ lĩnh đứng đầu chính là Tư Mã Ý. Vậy Tư Mã Ý có bí quyết nào để tránh được sự đa nghi của Tào Ngụy Vương, âm thầm tạo dựng thành công như vậy? Theo các sử gia, tất cả những bí quyết đó nằm trong ba câu nói để đời sau đây. Đây đều là những bài học mà ai trong chúng ta cũng đều có thể áp dụng vào cuộc sống. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là chim khôn không chỉ chọn chỗ đậu mà càng phải biết lúc nào nên hy sinh. Tào Tháo nổi danh là người thà ta phụ cả thiên hạ chứ không bao giờ để thiên hạ phụ ta. Cho nên với những kẻ không thể dùng được hoặc mang lòng nghi ngờ, Tào Tháo không hề ngần ngại mà giết chết chứ quyết không cho đối phương cơ hội để hãm hại mình. Chính vì thế là quần thần dưới trướng Tào Tháo, Tư Mã Ý thấu hiểu sâu sắc đạo lý giấu tài và giữ mình. Ngay từ lần đầu tiên, khi Tào Tháo cử người tới, Tư Mã Ý không tiếc giả ốm để từ chối lời mời. Tào Tháo không tin lý do này, nửa đêm đã phái người âm thầm lẻn vào nhà ông để kiểm tra. Biết trước điều đó, Tư Mã Ý cố tình nằm trên giường không động đậy suốt cả đêm. Mãi đến năm 208, Tào Tháo ra lệnh, nếu còn lẩn tránh, hãy bắt giữ, khiến Tư Mã Ý bị buộc vào triều tham chính, chính thức theo phe Tào Ngụy. Hành động này của Tư Mã Ý cho thấy, muốn thoát khỏi một tình huống bất lợi, nhất định phải có đủ can đảm để chấp nhận sự hy sinh. Tư Mã Ý luôn biết cách hy sinh một cái giá rất nhỏ để nhận được những thành tựu lớn hơn. Chính vì thế, ông giấu tài trở thành một vị quan thần tầm thường dưới trướng Tào Tháo đa nghi, nhưng sau đó vẫn đủ bản lĩnh để chiếm được sự tin tưởng của Tào Phi, rồi chiếm cả thiên hạ của Tào Ngụy. Trong môi trường làm việc, chúng ta cũng phải thấu hiểu đạo lý như vậy. Khi không có được thể hiện tài năng, không được cống hiến sức lực của mình cho thành tựu chung, bạn có thể cảm thấy bị chèn ép, áp bức. Nhưng đó chính là thời điểm tốt nhất để dồn sức chuẩn bị cho một bước đạo đà chất lượng hơn. Đừng vì ánh mắt của người khác mà đánh mất cơ hội của chính mình. Hãy suy xét những mặt lợi và hại trong trước mắt và cái lâu dài để có thể đưa ra những phán đoán, quyết định và hành động đúng đắn nhất có thể đem lại thành công trong tương lai.
Thứ hai là không sợ hãi kẻ mạnh, không coi thường kẻ yếu. Quan điểm này của Tư Mã Ý càng được thể hiện rõ ràng khi so sánh với Dương Tu, một mưu sĩ của Tào Thực, em trai và là đối thủ cạnh tranh ngôi vị thái tử với Tào Phi lúc bấy giờ. Dương Tu vốn là người nổi tiếng thông minh, nắm trong tay quyền lực nổi bật thời bấy giờ, nhưng do tham danh lợi, phô trương hấp tấp mà cũng phải chịu nhiều người căm ghét, trong số đó có cả Tào Tháo. Ông vừa được trọng dụng lại vừa bị vị gian hùng nghi kỵ không ít lần. Trong một lần đại bại dưới tay Lưu Bị, quân Tào buộc phải rút lui để bảo toàn quân sĩ, Tào Tháo ra lệnh kê lặc, gân gà. Chư quân không ai hiểu lời này có ý gì, nhưng chính lúc đó Dương Tu lại danh mạch giải thích tâm trạng của Tào Tháo, vừa muốn đi vừa không muốn bỏ, nơi này giống như miếng gân gà vậy, ăn thì không có thịt, bỏ đi thì thấy tiếc. Sự việc truyền đến tai Tào Tháo khiến ông vô cùng tức giận vì bị người khác đọc được suy nghĩ, bèn tìm cớ giết chết Dương Tu. Trước khi bước lên ngọn đầu đài, Dương Tu đã nói với Tư Mã Ý câu cuối cùng: "Ta với ông khác nhau ở chỗ, ông có thể nhẫn, còn ta thì không." Có thể thấy rằng Dương Tu đã đánh giá quá cao tài trí của mình, trong khi coi thường sự nhẫn tâm của Tào Tháo. Ngược lại, Tư Mã Ý 5 lần 7 lượt nhẫn nhịn, biết giữ mình mới thoát khỏi sát ý của Tào Tháo hết sức đa nghi. Ông hiểu được sự mạnh mẽ của đối thủ, không xem nhẹ bất cứ nhân tố nào, luôn hành xử thận trọng từ lời nói đến việc làm để chờ đợi cơ hội thay thế cấp trên. Thứ ba là biết cúi đầu trước những kẻ ngu ngốc. Giai đoạn Tào Thích lên nắm trọng binh, tước đoạt hết quyền lực của gia tộc Tư Mã khiến Tư Mã Chiêu vô cùng tức giận. Thế nhưng Tư Mã Ý thì vẫn bình tĩnh, ông chỉ hỏi con một câu: "Tào Thích so với Gia Cát Lượng thì thế nào?" Tư Mã Chiêu trả lời: "Bằng con kiến." Tư Mã Ý mới cười và nói: "Lấy đá chọi đá với kẻ ngu xuẩn, không phải là hành động càng ngu xuẩn hay sao? Đôi khi con phải học cách cúi đầu trước những kẻ đó." Đặt vào môi trường làm việc, chỉ vì một hai câu nói không hợp, có rất nhiều người sẵn sàng khắc khẩu và cãi nhau không ngừng. Đến cuối cùng, cuộc tranh luận không còn xoay quanh vấn đề đúng sai, mà mục đích chỉ để duy trì sĩ diện, mặt mũi của chính mình. Cho dù bản thân không đúng cũng nhất quyết phải cãi cho bằng được. Vì vậy, nếu gặp phải người thích chèn ép kẻ khác như Tào Thích, tốt hơn hết, chúng ta nên học cách cúi đầu như Tư Mã Ý, vừa có thể tiết kiệm sức lực, vừa có thời gian phán đoán tình huống và chờ đợi cơ hội phản công thích hợp. Quý vị thân mến, Tư Mã Ý là nhân vật kỳ tài xuất chúng thời kỳ Tam Quốc. Dù xuất thân thấp kém, nhưng ông đã chứng minh được tài năng và bản lĩnh. Hơn hết là ông có một chữ nhẫn mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần học tập và noi theo. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!